Ngày trước, thường nghe bà nói về một nơi gọi là thiên đường. Bà nói ở đó, con người chỉ sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Rồi không biết từ bao giờ, em đã nuôi lớn một ước mơ, biến thế giới xung quanh mình như thiên đường. Không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc và tiếng cười. Chỉ cần có được nụ cười của mọi người, em nguyện đánh đổi mọi thứ của bản thân mình. Hình như vũ trụ đã nghe được lời nguyện cầu của em. Mọi người xung quanh em đã bắt đầu học cách cười. Anh cười đi. Lúc này người ta đang suy nghĩ để làm giàu, còn em ở đây thì nghĩ cho người khác. Vậy là anh chưa học qua ba cách kinh doanh để làm giàu: làm miệng cười, cho đi và tha thứ. Vài bữa ra tặng anh. Ngỡ rằng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, lý tưởng cứ đơn giản như vậy trở thành hiện thực, cho đến khi bất hạnh xảy ra, sự thật phũ phàng, lý tưởng của em bỗng chốc trở thành thứ ngăn cản, chống đối, bắt em phải lựa chọn giữa được và mất. Để rồi mâu thuẫn, nghi ngờ, chia ly, đau khổ. Cuối cùng là ân hận, nhung nhớ. Thiên đường đã đổi, nhật nguyệt đã thay, nhân sinh một kiếp hóa tro tàn, mộng sắc vô vàng hóa hư vô. Dạ, Buddha xin chào. Chào hoa cúc mật ong.
chúc các em một đời tươi tốt. Chùm vậy tưới nước dễ hơn. Để sát như vậy có mấy cây sẽ không hứng đủ nắng. Thời gian cậu chăm hoa chăm cây còn nhiều hơn thời gian cậu ngủ nữa. Ghiền dữ vậy hả? Thấy mình vất vả hả? Có một chút. Vậy thì phụ mình đi. Dây còn đẹp nữa. Lo cho người ta hả? Thấy giống cậu hồi lúc mới tới đây thôi. Món quà nhỏ Bora tặng anh. Chắc em cô đơn lắm. Thank you.
Nhi. Có cần đi theo anh ấy để biết nhà không? Để coi mà anh ấy có ghé nữa. Dự báo thời tiết hôm nay không mưa nên hoàng hôn sẽ rất đẹp. Hẹn gặp anh chiều nay. Sao chị thay?
bị làm sao vậy? Chị hai. Em về hả? Chị hai. Chị hai. Chị hai. Chị hai bị làm sao vậy? Chị hai. Mẹ, chị hai bị bệnh nặng lắm. Bây giờ đưa chị hai đi bệnh viện đi. Dạ. Chị của tôi bị sốt cao, vừa mới ngất. Anh cho người đến kiểm tra nhanh nha. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh gọi ai vậy? Bác sĩ. Anh định đưa chị em đi đâu? Vô phòng của Thanh cho bác sĩ tới khám. Thôi, chị em nằm đây không được mà. Sáng đi học còn bình thường mà giờ bị gì vậy trời? Trời. Trai cưng.
trà đi. Thường xuyên khách VIP của Bora nên sẽ được phục vụ tận bàn. Dạ anh ơi, anh có muốn khoác thêm áo cho ấm không ạ? Dạ áo này vừa mới nhặt, anh đừng lo. Anh không có ý đó, thực ra... Dạ áo này to lắm, vừa với anh mà, anh đừng ngại. Khi nào anh mặc xong thì đưa lại em cũng được. Dạ anh ơi, anh có thể cho em xin Zalo hay Facebook của mình có được không ạ? Làm gì? Dạ để em lưu lại thôi, tại không vì mình cần. Là dạ em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ. Cảm ơn em rất nhiều nhé. Dạ, hẹn gặp lại anh ạ. Nhất định rồi. Dạ, Bora xin chào. Nhi, cậu đoán xem mình thấy gì?
ai vậy? Cậu đón đi. Có anh ấy hả? Ừ. Nhìn cậu vui như nhặt được vàng vậy. Vui vì mình sắp có thêm một người bạn nữa giống như cậu. Sao cậu biết anh ấy giống mình? Vì anh ấy có một đôi mắt đầy u tối, hệt như cậu. Một người vì để tâm đến những thứ chưa xảy ra mà ngày ngày đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi về sự tồn tại của bản thân. Một người vì mất đi thứ quý giá nhất, anh cho em quá gian một đoạn, lại chẳng tha thiết gì đến hiện tại và tương lai. Một người biết rõ mục đích của hiện tại rồi nỗ lực cố gắng vì mục đích đó, lại chẳng được sự thấu hiểu của bất kỳ ai. Một người vì sai lầm của bản thân mà vô tình làm tổn thương đến người quan trọng nhất. Vậy sao hồi đó cậu không xin số điện thoại của mình? Vì lúc đó mình chưa có một người bạn nhiều mưu kế giống như cậu. Một người luôn hài lòng, thấy vui với cuộc sống của hiện tại, lại vô tình đặt ra những lời hứa vô thưởng vô phạt cho tương lai. Không phải vì tạo hóa muốn trêu đùa chúng ta, mà vì chúng ta vốn chưa từng để ý đến quy luật của tạo hóa. Được rồi thì phải mất, mất rồi thì sẽ được. Cho đi là hữu hình, nhưng thứ nhận được lại là vô hình. Nó bị cái gì mà chị căng thẳng quá vậy? Em dẫn chồng chị tới rồi nè. Cho riêng mình em lời hứa, em giữ cho mình tự tin. Hạnh phúc em gửi theo bao lời ca, nụ cười mỉm em muốn con tim do. Thời gian tàn phai đi bao xương sống, không ai đợi ai tìm thấy được mình. Những hy vọng hiện tại có khi là cơn mộng du. Nhành hoa nào rơi bên hiên di chúc em biên còn vương. Cùng tháng năm dài viết cho người ở lại chính em, trong em thấy và khi màn đêm có gió bên gối em tôi lẻ loi cũng như nghi ngờ. Phải chăng từng sự thật xót xa là do nhiều thương, cầu mong một mai hoa tươi nỡ em bay thật xa tựa cánh chim trời. Những ngày dài cuộc đời sẽ như là cơn mộng trôi. Những ngày dài cuộc đời sẽ
sẽ như là cơn mộng trôi.